Xin chào quý vị và các bạn, trong video này tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó chính là Bạch Linh, tên khác gọi là Phục Linh, Bạch Phục Linh, Nấm Nỗ, thuộc họ Nấm Nỗ. Đặc điểm, Bạch Phục Linh là loại nấm mọc ký sinh quanh rễ của cây thông. Loại nấm này có hình khối nặng từ 3 đến 5 kg, tuy nhiên một số cây nhỏ chỉ có thể bằng nắm tay. Ngoài mặt nâu đen hoặc màu nâu, bề mặt lồi lõm, có nhiều vết nhăn. Bộ phận dùng, toàn bộ cây nấm Bạch Linh được sử dụng làm thuốc. Phục Linh bì, lớp ngoài cùng của nấm, vỏ ngoài thường có một mặt màu trắng, nâu nhạt và một mặt nâu đen. Phục Linh khối là phần còn lại của nấm Phục Linh sau khi tách vỏ ngoài. Phục Linh khối thường có màu nâu nhạt, hồng nhạt hoặc màu trắng. Xích Phục Linh là phần đỏ hoặc nâu nhạt của nấm. Bạch Phục Linh là phần trắng bên trong của nấm. Phục Thần là nấm ôm lấy đoạn rễ của cây thông. Thu hái, nấm Phục Linh thường được thu hái vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Sau khi thu hái về, loại bỏ đất cát và tạp chất, sau đó chất thành đống cho ra mồ hôi. Sau đó giải ra chỗ thoáng để làm xe mặt nấm, tiếp tục chất đống và đem phơi vài lần cho đến khi bề mặt nấm nhăn nheo. Cuối cùng đem phơi âm can, tức là phơi trong bóng râm cho đến khi nấm khô hoàn toàn, hoặc có thể thái nấm tươi thành từng miếng rồi phơi ở nơi thoáng gió cho khô. Bảo quản nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Theo y học cổ truyền, thuốc có vị ngọt nhạt tính bình, quy kinh vào tâm, tỳ, thận và phế. Tác dụng của Bạch Linh theo Đông y: công dụng an thần, kiện tỳ, lợi thủy, hòa vị trừ thấp, chủ trị tỳ khí hư nhược, tiểu tiện khó, mất ngủ, đàm ẩm, nhịp tim nhanh, tiêu chảy, phù nề, chứng thấp nhiệt, viêm bàng quang, chứng bụng, yếu tim. Theo y học hiện đại, nấm Bạch Linh có tác dụng bảo vệ tế bào gan, hạ đường huyết, giảm nguy cơ loét bao tử. Thành phần trong dược liệu có tác dụng tăng cường miễn dịch, kháng tế bào ung thư, lợi tiểu và an thần. Ngoài ra, nước sắc từ nấm Phục Linh còn có tác dụng ức chế trực khuẩn biến dạng, trực khuẩn đại tràng, xoắn khuẩn và tụ cầu vàng. Liều lượng Bạch Linh được sử dụng ở dạng hoàn, tán và sắc, có thể sử dụng độc vị phối hợp với các dược liệu khác tùy vào mục đích sử dụng. Liều dùng tham khảo 6 đến 12 gram trên ngày. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thuốc. Bài thuốc chỉ mất ngủ, khó ngủ, ngủ chật chọc: long nhãn nhục, xương bồ, phục thần, viện trí, đẳng sâm và phục linh, các vị lượng bằng nhau, tán dược liệu thành bột mịn, sau đó luyện làm hoàn và dùng chu sa làm áo, mỗi lần dùng 10 đến 20 gram, ngày dùng 2 lần, chiều và tối trước khi đi ngủ. Bài thuốc trị tiêu chảy. Bài 1: chuẩn bị sa nhân và mộc hương, mỗi vị 4 gram, gừng chế, trần bì và bán hạ mỗi vị 5 gram, trích thảo 3 gram, đẳng sâm, bạch phục linh và bạch chuột mỗi vị 10 gram, đem các vị tán thành bột, sau đó trộn với nước gừng, táo làm thành viên, viên to bằng hạt đậu xanh, mỗi lần dùng 4 đến 8 gram, hoặc có thể giảm liều lượng theo từng độ tuổi. Bài 2: ý dĩ nhân, đậu văn trắng sao, bạch chuột, nhân sâm, đẳng sâm, hạt sen, củ mài và bạch linh mỗi vị 80 gram, trích cam thảo, cắt cánh, trần bì và sa nhân mỗi vị 40 gram, tán thành bột mịn, trộn với hồ bột gạo làm thành viên, mỗi lần dùng 4 đến 8 gram, ngày dùng 3 lần. Bài thuốc trị chứng phủ tiểu ít: nhục quế, bạch chuột, bạch linh và chư linh mỗi vị 10 gram, trạch tả 12 gram, đem tất cả các dược liệu tán thành bột mịn,
mỗi lần dùng 10 g sắc uống, ngày dùng từ 2 đến 3 lần cho đến khi bệnh thuyên giảm hoàn toàn. Bài thuốc trị chứng phù và tiểu tiện khó: phục linh 12 g, uất lý nhân và trạch tả mỗi vị 10 g, sắc uống ngày dùng 1 thang. Bài thuốc trị chứng phù do mang thai hoặc do suy nhược cơ thể: cám gạo mịn 60 g và bạch linh 250 g, đem tán thành bột mịn, mỗi lần dùng 10 g, ngày dùng 2 lần. Bài thuốc trị phù thủng tiểu tiện không thông: cam thảo và đương quy mỗi vị 20 g, chi tử và xích thược mỗi vị 125 g, xích phục linh 24 g, đem tất cả các dược liệu tán thành bột mịn, mỗi lần dùng 8 g, sắc với 1 chén nước còn lại 8 phần, uống khi thuốc còn nóng, mỗi ngày dùng 2 lần cho đến khi cải thiện bệnh. Bài thuốc trị phân lỏng, tiêu chảy, sôi bụng, đi ngoài, mặt vàng do tỳ hư có thấp: phục linh và bạch phục linh mỗi vị 12 g, sắc lên nước và dùng uống trước khi ăn. Bài thuốc giúp ngủ ngon, an thần: trầm hương 16 g, nhân sâm 24 g và phục thần. Phần nấm phục linh mọc quanh rễ thông 125 g, đem dược liệu nghiền thành bột và làm hoàn, mỗi lần dùng 4 g và ngày dùng 2 lần. Cháo đậu đỏ phục linh y dĩ trị tiêu chảy vàng da: y dĩ 100 g, xích tiểu đậu 50 g và bột phục linh 20 g, cho vào nồi, thêm gạo và nước nấu thành cháo. Khi cháo chín có thể thêm đường trắng vào ăn. Cháo bạch phục linh trị tiêu chảy, tiểu ít, tăng mỡ máu và chứng phù nề ở người cao tuổi. Gạo tẻ 100 g và bạch phục linh tán bột 15 g, cho gạo vào nấu thành cháo, sau đó thêm bột và đun sôi lần nữa. Khi chín nêm nếm gia vị và dùng ăn hàng ngày. Cháo gạo nếp phục linh trị ho suyễn, thở gấp, đau tức ngực do viêm xuất tiết tràn dịch phổi. Gạo nếp 60 g và bạch linh 30 g, đem nấu thành cháo, chia 2 lần và ăn hết trong ngày. Rượu phục linh thần khúc trị đầu phong hư suyễn, đặc trưng bởi triệu chứng chóng mặt, đau đầu. Men rượu thần khúc và bột phục linh trộn đều rồi uống với nước sôi. Bạch phục linh kích thích tiêu hóa, thích hợp với trẻ nhỏ có tỳ vị hư nhược, tiêu chảy, bụng ỏng eo, người vàng vọt và gầy yếu. Đường trắng 280 g, mật ong 100 g, đẳng sâm, phục linh, khiếm thực, liên nhục, củ mài mỗi vị 40 g, gạo tẻ và gạo nếp mỗi loại 300 g. Thực hiện để mật và đường riêng, dùng các vị còn lại đem tán bột, sau đó thêm mật và đường vào, trộn đều, đem hấp chín rồi cắt thành miếng vừa ăn. Mỗi ngày cho trẻ ăn vài cái bánh vào sáng sớm để cải thiện chức năng tiêu hóa. Dê nướng sa nhân, phục linh, di niệu và di hoạt tinh ở nam giới. Thịt dê 100 đến 150 g, sa nhân 30 g và bạch linh 60 g, đem các dược liệu tán bột, sau đó dùng ướp với thịt dê rồi đem nướng. Dùng thịt ăn khai vị và uống với một ít rượu. Cá chép hầm đậu đỏ bạch linh trị chứng phù nề toàn thân: phục linh 30 g, cá chép 1 con và xích tiểu đậu 50 g. Dùng dược liệu hầm với cá chép rồi lấy nước uống. Thịt lợn hầm phục linh bạch chuột trị viêm teo dây thần kinh: bạch chuột 20 g, thịt lợn nạc 250 g, phục linh 15 g, cả rốt 300 g. Đem dược liệu gói vào túi vải, đem cả rốt cắt miếng vừa ăn và đập dập một củ gừng, cho toàn bộ vào nồi, thêm nước và hầm cho thịt chín nhừ, sau đó bỏ bã, nêm nếm gia vị và ăn cả nước lẫn cái. Nên ăn 1 ngày 1 lần, liên tục trong 5 đến 7 ngày. Bài thuốc
chữ phù thủng, mộc thông 5 g, tang bạch bì và bạch linh mỗi vị 10 g, sắc lên nước, chia thành 3 lần và dùng hết trong ngày. Bài thuốc trị chứng phong thấp do nhiệt tý hoặc thấp tý, sai hồ và bạch phục linh mỗi vị 120 g, phòng phong và kinh giới mỗi vị 100 g, cam thảo, khương hoạt, xuyên khung, độc hoạt, cát cánh, tiền hồ và chỉ xác mỗi vị 80 g. Đem các dược liệu thái nhỏ, sau đó phơi khô và tán thành bột mịn. Mỗi lần dùng 10 g, uống với nước sôi để nguội. Ngày dùng 2 lần, nếu dùng cho trẻ nhỏ, chỉ nên dùng 1/2 liều lượng thông thường. Bài thuốc trị suy nhược, cơ thể gầy yếu và mệt mỏi. Hoài sơn và sơn thủ mỗi vị 16 g, sinh địa hoặc thục địa 32 g, trạch tả mẫu đơn và bạch phục linh mỗi vị 12 g. Đem các vị tán thành bột và chế thành viên, mỗi ngày dùng từ 20 đến 30 g. Bài thuốc bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng. Phụ tử: trạch tả và mẫu đơn mỗi vị 8 g, nhục quế 12 g, hoài sơn, bạch phục linh và sơn thủ mỗi vị 16 g, thục địa 24 g. Đem tất cả các nguyên liệu tán thành bột rồi làm thành viên, mỗi ngày dùng 20 đến 30 g, hoặc rắc uống như thuốc thang. Bài thuốc giúp nâng cao sức khỏe, giảm mệt mỏi, yếu sức ở người cao tuổi và người suy nhược lâu ngày. Nhục quế 4 đến 8 g, bạch chuột 12 g, đẳng sâm 16 g, bạch phục linh 12 g, hoàng kỳ sao 12 g, cam thảo 8 g, xuyên khung 8 g, thục địa 20 g, bạch thược 12 g, đương quy 12 g, tán thành bột mịn, chế với bột ong làm thành viên. Mỗi lần dùng 20 g, ngày dùng 2 lần. Bài thuốc giúp an thần và ninh tâm: trích hoàng kỳ, long nhãn, táo nhân, sao đen, viễn trí, phục thần, nhân sâm, đương quy, bạch chuột, sao vàng mỗi vị 12 g, mục hương và trích cam thảo mỗi vị 8 g, đại táo 5 trái, chế thành hoàn mềm và dùng uống trước khi đi ngủ. Bài thuốc trị tỳ hư thấp trệ: trần quất bì, bạch linh bì, tang bạch bì, đại phúc bì và sinh khương. Các vị lượng bằng nhau, đem tán thành bột mịn, mỗi lần dùng 8 đến 12 g, uống với nước đun sôi để nguội. Bài thuốc trị chứng bạch đới do thấp nhiệt: bạch linh và kiếm thực một lượng vừa đủ, tán bột mịn trộn với mật ong làm hoàn, mỗi lần dùng 10 hoàn, uống với nước muối nhạt. Bài thuốc trị đau nhức chân tay do phong hàn thất tý: đảng sâm, thục phụ tử, thực dược, bạch chuột và bạch linh mỗi vị 10 g. Đem phụ tử sắc trước 10 phút, sau đó cho các dược liệu khác vào sắc lên nước uống. Kiêng kỵ tiểu quá nhiều, di hoạt tinh do hư hàn, tỳ hư hạ hãm, xa dạ dày, xa trực tràng và thoát vị, không nên sử dụng bạch linh với liều lượng lớn. Tránh dùng giấm khi đang sử dụng bài thuốc và món ăn từ nấm phục linh. Bạch linh là vị thuốc quý nên có giá thành đắt đỏ, vì vậy khi chọn mua bạn nên lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín để tránh tình trạng mua phải dược liệu giả và kém chất lượng. Bên cạnh đó cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.